Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Hay Thứ Giàu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt ạ. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt này có những gì, phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh Xe Hay Thứ Giàu sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt này đang là 878 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 12 này thì lăn bánh nội giờ đang là 900 triệu tròn ạ. Trả góp thì đang là 251 triệu. Còn ở tỉnh thì là 873 triệu. Trả góp thì đang là 224 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 891 triệu. Trả góp thì đang là 242 triệu ạ. Chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt cho anh em đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m480 nhé. Rộng là 1m850 ạ. Còn chiều cao là 1m660 nhé. Và chiều dài cơ sở nó là dài 2m670 ạ. Còn khoảng sáng cầm xe là 17,2cm nhé. Đấy. Ok, em tiếp theo em giới thiệu cho anh em về mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của nó là mặt lưới ca lăng hình đục giác dạng thác nước, sử dụng ngôn ngữ của Hyundai đấy ạ. Và viền xung quanh được mạ chrome nhé. Nhìn rất là sang trọng ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước ạ. Cụm đèn phía trước của nó là đèn full LED, cả đèn cốt lẫn đèn pha ạ. Còn đằng này, hình vuốt đằng này đó chính là đèn xi nhan đấy ạ. Nó rất là dài và rất là sang trọng ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về đèn gầm ạ. Đèn gầm của nó là đèn halogen dạng projector. À xin lỗi, đèn halogen phản xạ đa hướng thôi nhá. Và đây là dạng đèn ban ngày này. Đèn ban ngày đây mới là đèn ban ngày nhá. Đó. Ok, em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa, đó chính là phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của chiếc xe Tucson bản máy xăng đặc biệt này thì phần sườn xe nó được dập lổ rất là nhiều, tạo ra chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn. Và tôn của chiếc xe Hyundai nói chung ấy, tất cả dòng xe của tôn này làm rất là dày, là chiếc xe sờ rất là chắc chắn nhá. Tôn nó sờ rất chắc chắn đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về bánh xe ạ. Bánh xe của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhé, màu bạc xám á. Vành của nó sẽ là vành 18 inch nhé. Phanh đĩa cho cả 4 bánh á. Hệ thống an toàn đi theo có phanh ABS này, cân lượng tử xe ABD, hỗ trợ phanh gần cấp BA, hỗ trợ lên dốc và xuống dốc ạ, và rất nhiều tính năng an toàn. Thì em xin phép được cuối video em giới thiệu cho anh em ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó là cùng màu thân xe nhé. Và tích hợp trên đấy nữa sẽ là có đèn led xi nhan là đèn led ạ. Và sẽ có chỉnh điện gập điện này, cụp gương tự động nhé. Đó, cụp gương tự động anh em nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em nữa, đó là tay nắm cửa. Tay nắm cửa của nó là tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ có lũ bấm ạ. Và đây, tay nắm cửa cho cả 4 cánh cửa luôn anh em nhé. Và chân kính của nó sẽ là chân kính được mạ chrome đấy ạ. Được lẹp mạ chrome nhé, rất là sang trọng ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần trần xe ạ. Trần xe của bản này sẽ là trần có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Anten của nó sẽ là anten dạng vây cá nhé. Và sẽ có giá lắp hai thanh đấy ạ. Đúng không ạ? Đấy, còn em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe ạ. Phần đuôi xe của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt này thì phần đuôi xe của nó thì được dập lổ rất là nhiều, tạo ra chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cụm đèn ạ. Cụm đèn đằng sau này thì sẽ là đèn halogen dạng 3D nhé. Nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Tính năng an toàn ở phần đuôi xe này có các cái như sau, đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này. 1 2 3 và 4 ạ. Và có tích hợp trên nữa, đó chính là có camera lùi nhá. Camera lùi đấy ạ. Đó. Đây, em sẽ giới thiệu cho anh em luôn vì cái cốp xe bản này thì có cốp, chiếc xe này sẽ là cốp điện nhá. Rồi em sẽ bật lên cho em đấy ạ. Tự động nó sẽ mở cốp lên cho anh em nhá. Đấy ạ. Chiếc xe Hyundai Tucson bản này thì gập được hàng ghế, gập được 60-40 nhé. Hàng ghế thứ hai mình thì gập được 60-40 nên tạo ra không gian bên sau rất là rộng rãi, khi mình gập xuống mình có thể nằm ngủ được đấy ạ. Đó. Giới em giới thiệu cho anh em ở phần này thì nó chính là lốp sơ cua. Lốp sơ cua của bản này đây ạ. Lốp sơ cua của bản đặc biệt này thì giống như các bốn lốp chính nhé, sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 18 inch màu bạc xám nhé. Đây là bộ đồ tháo lốp này. Còn đây là kích lốp nhá. Đó. Còn đây là cái, đây giới thiệu cho anh em tiếp, đây là cái tấm chắn đồ này.
mình phải kéo ra kéo vào chắn đồ nhé. Hoặc này mình có thể là cất phía dưới được ạ. Ok, giờ em sẽ hạ xuống ạ. Hạ cốp sau thì xem nó có ba cách ạ. Cách thứ nhất mình bấm nút ở trên ở cốp này. Hai là mình sang ghế lái sẽ có cái mở cốp. Và cái thứ ba mình có thể dùng chìa khóa, mình đứng khoảng 3 giây tự động cốp sẽ mở lên cho anh em nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về mức teo nhiên liệu. Đây ạ, mức teo nhiên liệu nó hơi tối. Nó đang hơi tối chút ạ. Em sẽ đọc cho anh em luôn nhé, nó đang hơi tối ạ. Ở trong đô thị đang là 11,2 lít nhé. Và ngoài đô thị đang là 7 lít 16 ạ. Kết hợp trung bình thì đang là 8 lít 65 ạ. Ok, giờ em sang bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Hyundai Tucson. Máy xăng, bản đặc biệt thì nó có những điều gì không? Em xin phép giới thiệu cho anh em. Đây, em giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt thì nội thất là màu be kết hợp màu đen, tạo ra không gian nhìn rất là rộng rãi và không kém sự sang trọng ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần ghế nhé. Ghế của nó sẽ là ghế da sờ rất là mềm mại. Ghế sẽ được chỉnh điện 10 hướng nhé. Sờ chỉnh điện 10 hướng đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu ạ. Vô lăng 3 chấu nhé. Được bọc da sờ rất là mềm mại ạ. Được bọc da nhé. Còn đây là cái bọc vô lăng thì là em đã bọc này bọc vô lăng rồi. Còn nó được bọc da ngoài, sờ rất là mềm mại và có tích hợp trên đấy đó chính là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này và có cruise control. Nó chính là ga tự động đấy ạ. Cruise control là ga tự động nhá. Bản này sẽ là có 6 túi khí anh em nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là cục gương tự động này, điều chỉnh hai gương bên gương hậu đấy ạ. Và đây điều chỉnh 4 mặt gương nhá, của bên gương hậu đấy ạ, gương chiếu hậu đấy ạ. Còn đây là khóa kính này. Chốt cửa khóa kính. Còn đây là sẽ là điều chỉnh cho 4 lên xuống cho 4 cánh cửa nhá. Riêng ghế lái thì sẽ là có tự động lên và xuống nhé. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em bên trong nội thất của chiếc xe Tucson. Đây em giới thiệu cho anh em này, đầu tiên đó là chìa khóa thông minh một chạm nhá. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ tắp lô của chiếc xe Hyundai Tucson. Máy xăng bản đặc biệt thì em đánh giá bảng đồng hồ tắp lô của nó thì khá là đơn giản, nó không quá nổi bật. Theo em thì nó sử dụng màn hình điện tử thì rất là đẹp và rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng rất tiếc bản này là nó sử dụng màn hình cơ thì bình thường thôi, không có gì quá nổi bật cả. Với trị giá của nó chỉ hơn 800 triệu mà lại màn hình này em khá là điểm trừ khá là lớn đấy ạ. Còn đây là chính là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước làm mát này. Còn đây sẽ là công tơ mét này. Còn đây là mức nhiên liệu nhá. Còn đây là bảng cài đặt từ cửa sổ ánh sáng này và âm thanh và rất nhiều cài đặt khác nhau. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó có chế độ auto. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi mà vào trời tối, hầm tối nhá. Đó. Thì theo em, anh em luôn luôn để chế độ auto ạ. Còn đây là cần gạt mưa. Cần gạt mưa của bản này thì lại không có chế độ auto ạ. Đây một điểm trừ này. Thêm một điểm trừ nữa. Em đánh giá đây là một điểm trừ khá lớn. Ví dụ như dòng xe Elantra, Santa Fe hay là Hyundai Accent thôi. Nó cũng đã có gạt mưa tự động rồi. Nhưng bản Tucson này cho tất cả phiên bản, từ bản tiêu chuẩn đến bản đặc biệt và bản turbo đều không có gạt mưa tự động, rất là tiếc ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí. Màn hình giải trí của chiếc xe Hyundai Tucson bản đặc biệt này thì màn hình có là màn hình cảm ứng 7 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth và có cả định vị ạ. Đó. Đây định vị chỉ đường cho anh em nhé, bằng hình ảnh và bằng âm thanh ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa. Điều hòa của bản này thì sẽ là điều hòa hai vùng độc lập nhau nhé. Điều hòa hai vùng độc lập đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này thì sẽ có thêm được cái gì đó. Đó chính là có tẩu thông lá nhá. Đằng này đó chính là có biểu tượng của sạc thông minh IQ này. Có kết nối AUX, USB mà có cổng điện 12V đấy ạ. Đó. Còn ở dưới này thì anh em sẽ để điện thoại đây nhá. Nó sẽ thạc sạc điện thoại cho anh em đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần số này. Cần số của bản này sẽ là hộp số tự động 6 cấp nhé. Cho bản máy xăng, còn bản máy dầu sẽ là hộp số tự động 8 cấp. Mình đây em đang review cho anh em bản máy xăng, hộp số tự động 6 cấp nhé. Cần số là cần số thẳng nên anh em cần phải bóp như này. Đấy, bóp như này mới di chuyển được. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em này, đây là P. P đều chính là phanh tay bằng phanh điện nhé. Phanh điện rồi đấy anh em ạ. Còn auto hold là gì ạ? Nó chính là phanh tự động ạ. Phanh tự động nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em đây là hỗ trợ xuống dốc này. Còn Most Driver là các chế độ lái nhé. Giờ em sẽ quay cho anh em về bản đồ tốc lô thì nó có sẽ có các chế độ lái như thế nào ạ. Nó sẽ có tổng có 3 chế độ lái nhé. Đầu tiên là chế độ Eco này, anh em nhìn đang xem ạ. Màu xanh lá cây nhé.
Nó chính là chế độ Eco đấy ạ. Là chế độ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Còn chế độ Sport màu đỏ như này là chế độ thể thao. Anh em muốn vượt chướng ngại vật hay muốn tốc độ nhanh thì chuyển sang chế độ Sport nhá. Còn chế độ bình thường là chế độ Comfort, là chế độ mình lái bình xe bình thường thôi ạ. Đây, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phía đằng này nữa. Đó chính là có hộp để tàn thuốc lá này. Còn đây là hộp tự tay trung tâm này. Nó rất là to nhá, em để cả bàn tay xòe cả bàn tay ra vừa được đấy ạ. Rất to bản nhé. Đằng trong này để đồ rất là thoải mái, để đồ rất to và sâu đấy ạ. Đó. Ok, em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Đây là gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu của nó sẽ là có là như sau. Có đây là chống chói tự động này, bật tắt này, chống chói tự động này. Và đây là la bàn anh em nhá. Có đây là la bàn này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó sẽ có 3 chế độ lá, 3 chế độ như là luôn luôn tắt này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng như này nhá, hoặc mình bấm cơ trực tiếp đấy ạ. Còn đây là hộp cái này thì mình để kính hoặc đăng ký đăng kiểm, mình để tài liệu bất kỳ đây nho nhỏ mình để đây nhá. Còn đây nó sẽ là có cửa sổ trời nhá. Rồi em đây là mở cửa sổ, em sẽ mở lên cho anh em xem này. Đó, nó đang mở ra đấy ạ. Đây, dần dần nó sẽ mở ra. Đó, đây là cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh em nhá. Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Hai này, hàng ghế thứ hai của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt này nó giống hàng ghế đầu tiên. Ghế sẽ là ghế da màu be nhá. Rồi em đi sâu vào bên trong. Ghế bản này thì sẽ gặp được 60-40 anh em ạ. Rồi em sẽ đi sâu vào bên trong để kiểm tra xem độ rộng rãi như thế nào. Em thì cao 1m80 nhá. Và để chân này vẫn còn thừa ra gần một găng tay này. Rất thoải mái luôn nhá. Và trần xe em thừa ra khoảng 5-7 phân nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là có cửa gió hàng ghế thứ hai. Nên điều hòa của mình sẽ mát nhanh hơn rất là nhiều ạ. Còn phía dưới này sẽ là có cổng sạc điện thoại này. Rất tiện lợi cho anh em đúng không ạ? Ok, giờ em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này. Đây là em sẽ quay cho anh em về tổng quan này. Đây là hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt. Hàng ghế đầu tiên của nó thì một người nếu mà một người khó tính hay một người kỹ tính về những tính năng option về sự thiết kế của chiếc xe Tucson hay một chiếc xe cùng phân khúc như này thì em nghĩ là chiếc xe Tucson bản đặc biệt này nó khó lòng có thể ai được từ chối được nó và chê trách được nó quá nhiều. Thì tại sao anh em gọi điện cho em đi ạ, để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ nhé. Còn đây là động cơ này, em giới thiệu cho anh em động cơ nhé. Động cơ của nó sẽ là động cơ Lu 2.0 ạ. Với công suất cực đại nó đang là 155 Nm trên cho 6.200 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại của nó đang là 192 Nm cho 4.000 vòng trên phút ạ. Đó, rất là khỏe đúng không anh em. Còn đây em sẽ đi vào chi tiết cho anh em này. Còn dung tích bình nhiên liệu bản này sẽ là 62 lít nhé. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em này. Đây là nước rửa kính này. À, đây là động cơ DOHC là trục cam kép ạ. 16V là 16 van nhé. Còn xe này sẽ là 4 xi lanh thẳng hàng, 1, 2, 3 và 4, 4 xi lanh nhé. À, cổ hút được để lên cao rồi này. Đấy. À, acquy của nó sẽ là acquy khô nhé. Còn đằng này cầu chì. Còn đây là màu vàng này, đó chính là dầu phanh ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể và giới thiệu cho anh em về những tính năng an toàn của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt có điều gì không. Em xin phép giới thiệu cho anh em. Đây về tổng thể, về kích thước tổng thể như đầu video em đã giới thiệu cho anh em rồi. Về tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Tucson máy xăng bản đặc biệt này thì có những gì không ạ? Thứ nhất là nó sẽ có cảm biến lùi này. Có bản này thì lại không có cảm biến góc trước nhé, như bản turbo mình sẽ có. À, có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, phanh tay điện tử này, cốp điện này, hỗ trợ xuống dốc này, hệ thống phanh ABS này, cân bằng điện tử xe ESP, kiểm soát lực kéo, kiểm soát thân xe và có gương chống chói tự động và tích hợp la bàn luôn. Và có cả hệ thống phần tử chống sóc hiệu suất cao. Và tiếp theo nữa sẽ là có túi khí, nó sẽ có là tổng 6 túi khí anh em nhé. Đấy, và có hệ thống chống trộm ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về giá xe và cũng như tính năng option của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng rồi. Thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho anh em về toàn bộ dòng xe của Hyundai, cũng như em sẽ cập nhật giá xe cho anh em một cách liên tục để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này không, hay cần phải mua bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em.